Ừ, thì các bạn thân mến, thì hôm nay là tôi cũng chia sẻ để các bạn một chút về cái kết quả của cái xử lý thối nhũng gốc Phong Lan bằng vôi. Thì khi tôi đưa cái video và xử lý thối nhũng gốc thì cũng có một vài số bạn nói là ý là làm chưa, kết quả chưa biết thế nào mà đưa lên nhỡ mọi người làm theo thì nó hỏng. Thì hôm nay tôi tức là được tôi xử lý được 2 tuần, hơn 2 tuần. Bởi vì thực tế là tôi muốn đưa này để một số bạn biết mình rút kinh nghiệm. Chứ còn trước khi thực hiện thì tôi cũng đã tham khảo nhiều các bạn trên đưa lên trên mạng, thì cũng có bạn xử lý về thối nhũng gốc và thân bằng cái vôi, tức là khi mình phát hiện thì mình cắt sạch cái rễ đi và mình nhúng vào nước vôi, tức là vôi dạng pha như vôi quét tường. Như đây bữa trước thì tôi nên thối nhũng gốc mà tôi tràn vừa tràn cái ảnh vào cho các bạn xem. Thì đây là hình ảnh cây lan bị thối nhũng rễ và cái hai cái mầm gốc. Thì cắt hết cái này và tôi phết cái vôi, tương vôi vôi dạng vôi tường nhưng mà tôi phết nặng nên là có thể mình đã cho vào một vài mắt ngủ đây, và tôi buộc cái này thì đấy các bạn thấy là nó ra cái một gốc đây. Hôm trước ở đây có 2 cái mắt nhưng bây giờ các bạn thấy là rễ nó đã ra thế này, là phát triển được một đoạn thế này đấy. Thì đây là cái kết quả mà cho vôi vào. Thì mỗi người là xử lý một kiểu nhưng mà quan trọng là để cho cái gốc cái rễ này nó phải khô đấy, chứ không nó không khô là nó dễ bị thối nhũn vì mùa mưa. Tức tại sao vừa rồi tôi quay một số cái của tôi như ở đây thì đấy, thì các bạn thấy là cái này nó đen xì mất rồi, cái một này nó mọc được chờ mãi cái kiểu vuông lên một cái. Và đây những cái gốc này không biết nó ủng ủng hay không, thì khả năng tôi phải nhân cái gốc này lên tí. Thì kết quả này tại sao tôi đưa cái này, thì bởi vì thì mình làm thế nào thì mình chia sẻ như vậy. Thì còn tất nhiên thì mỗi người làm một kiểu, chứ cũng không phải nói là khi xem tôi xử lý thì lại cũng xử lý giống như thế thì nó cũng không được, tự mỗi người. Còn về các kỹ thuật chung mà dùng các loại thuốc hóa chất thì ở các cái vườn lan lớn người ta hay dùng, người ta dùng đại trà. Chứ đây hôm bữa trước thì tôi cũng đã nói, vì chẳng hạn như một tôi chỉ dùng theo là cái quy mô nhỏ, và đây thực tế là cũng chỉ trồng để mình trồng theo cái cá nhân chứ không phải trồng theo một cái quy mô của một vườn lan lớn. Vườn lan lớn thì người ta thường có quy trình kỹ thuật rất là kỹ, chăm sóc rất kỹ và định kỳ thuốc diệt trừ sâu bệnh. Ở đây là tôi trồng theo ý là chẳng hạn như người ta chơi một vài giò đấy thì ta cũng hiểu về cái quá trình phát triển sinh trưởng của lan để ta có cái cách là ta chăm sóc đấy. Thì tại sao tôi đưa cái này, bởi vì lý do thì như tôi đã nêu trên, thì bây giờ cái cây này của tôi thì nó phát triển rất tốt, các bạn thấy không? Vì tôi đã buộc theo một cái cành cây, tức là cành vú sữa ở đây, để khi ra rễ bám trên này. Tức là cái gốc này nếu mà ra mắt ngủ dưới này được thì tốt, nhưng hôm chắc là tôi dùng cái thìa tôi tấp vôi đây là nó có thể nó tràn mất vào mắt ngủ. Vì nguyên tắc một cái gốc lan này nó thường thường là có một hai gốc mắt ngủ, nó lên được một mắt mà nó vẫn còn một mắt là dự phòng. Thường thường một gốc là phải có 2 mắt ngủ và 1 mắt dự phòng đấy. Thì qua tìm hiểu là tôi biết như thế. Thì khi mà cái một cái mắt ngủ nó đã lên mà nó bị hỏng thì nó cái mắt dự phòng là nó xác suất của nó là lên để thay thế. Như riêng cái này thì nó nảy mắt từ trên phía đây, hôm đầu cái mắt này hơi nở rồi, nhưng bây giờ khi mình xử lý này được 2 tuần thì cái mắt ngủ này nó mắt gọi kỳ này nó đã ra đây và mai kia nó bám rễ vào đây đấy. Thì cái cây này thì tôi xử lý thế. Hoặc là như các bạn thấy là một số cái xử lý các cái thân nhỏ, cái này tôi để từ rất lâu, từ trước rồi mình có cắt mình để đây nó ẩm đấy, sau này nó lên. Như cây này bữa
Nếu bạn nào xem thì có thời gian là nó chỉ bằng cái đầu móng tay. Nhưng bây giờ các bạn thấy nó đã lên được mấy nốt, mặc dù cái thân của nó rất nhỏ. Vì tôi cũng đã nói rồi, cái lan rừng của Tây Nguyên là nó rất nhiều loại, là cái thân nó nhỏ nhưng hoa nó rất là thơm. Đấy. Thì đấy, đây nó cũng có một cái cây rất nhỏ. Thôi thì mình cứ để này, gọi là như hoa phong lan chờ đợi thì cho nó lên. Đấy, như cái cây này thì nếu bạn nào theo dõi quá trình chăm sóc cái vườn lan mini của tôi thì là cũng đã có lần xem. Đấy. Thì tôi nói video này thì tôi nói về về cái kết quả xử lý. Còn tất nhiên là một số trường hợp xử lý như kiến này, hoặc là nó chỉ thối rễ vậy, thì cũng có một vài cây. Như đây là cây giả hạc này thì lá này nó đã đang rũ xuống này, tương qua một tuần mưa thì không biết là nó kết quả thế nào. Thì video này thì tôi cũng muốn chia sẻ tại sao là tôi làm một cái vườn lan mini thì nó rất nhỏ. Quy mô của một người chơi lan tự là mình thích mình chơi thôi, và có những cái gì về quá trình chăm sóc hoặc là do nguyên nhân gì mình biết thì mình nói, tất nhiên cũng chưa thể là chính xác vậy, bởi vì tôi cũng mới tìm hiểu về lan rừng. Thì khi trồng ở đây và xử lý những trường hợp mình thấy thì mình biết thế nào mình nói thế, vì thực tế cũng quá trình đọc trên mạng thì tôi cũng đọc, tôi xem nhiều bạn thì mỗi bạn có một cách khác nhau. Như đây là cái kết quả của cái cây lan mà bị thối nhũn gốc, tức là trước nó có hai cái mầm lên, thì mầm gốc lên là bị hỏng rồi, nhũn gốc và rễ bị nhũn hết. Đấy, tôi xử lý, tôi bôi vôi thì cái này được 2 tuần, hơn 2 tuần rồi. Thì đây là kết quả các bạn nhìn thấy thì bằng thực tế, tức là cái này thì tôi không dùng thuốc gì, đấy chủ yếu bằng vôi và buộc nó lại lên cái thân cây này. Tức là khi nhúng vôi là phải trong ngược lên ngày hôm sau để cho nó khô hết mình ghép vào đây, thì các bạn thấy là nó nên phát triển rất tốt, những cái kỳ này ra là cái rễ rất tốt bám vào đây, còn cái này cũng đang ra. Đấy thì tôi chia sẻ những gì tôi biết và những cái gì tôi làm thực tế. Đấy thì các bạn đã quan tâm thì có thể là đăng ký kênh hoặc là like chia sẻ, và có thể tham gia góp ý bằng cái comment ở phía dưới đối với tôi, để làm sao những người yêu lan, đam mê về phong lan đều nắm được những kỹ thuật cơ bản, những cái kinh nghiệm để mình trong chăm sóc cho những cái giàn lan, giỏ lan của mình là thật đẹp, không cần thiết là loại lan đắt tiền hay lan rẻ tiền, tức mình trồng làm sao chăm sóc đúng kỹ thuật và để cho một cái giỏ lan nó thật đẹp. Thì đấy là cái điều mà tôi cũng muốn chia sẻ đến các bạn. Và video này tôi xin tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.